Chắc có dính là chết chuột cha mình trong lâu rồi mà. Dính không biết. Dính chưa? Chuột chết sình lỗ vốn rồi. Mới vô khai trương chết ngắt chuột rồi. Cái giờ này hai con liên tục rồi. Này chắc rút luôn quá. Xẹp lép cỏ cho này. Ui. Rồi, không dính rút luôn. Phải dính này chơi nữa không dính rút luôn. Rồi. Rồi giờ ôm đi. Hai con hết luôn. Xẹp rút cỏ làm như nó đi vậy. Xẹp cỏ. Chỗ đó mà đặt là còn nữa đó. Vậy đó, cúng mình luôn đi ngang đậu tốt kẹo luôn. Cái cây với mấy sông vậy chất lượng. Khỏi phân thuốc gì vậy. Vô con chà bá coi. Hai lọp coi. Cái trời nặng cái coi. Khui trống lỏng gì. Ý. Thôi còn chuột ăn không dính à. Dở thiệt, chỗ này ngon không có gánh. Tức thiệt chứ. Nhận hàng là mày. Chà em dính gắn bạn này. Chắc gắn nhỏ. Bự ra. Bự mà cặt đâu nữa hả? Trời ơi. Trời gắn trong khẩy luôn. Tét đầu luôn rồi. Con này có muốn mà làm thịt luôn. Uống trời. Đi ổng ấy rồi nó gịch, ổng động. Bởi vậy. Rắn này bự chứ. 300 gram. Rắn nặng chích. Tét đầu. Mày bự. Rắn trọng ghê mà. Vậy mà còn cắt đầu nữa nè, hay thiệt. Con này hồi hái lá cách luôn chứ sao vậy. Con nó để bữa cũng chết. Nó rút dữ lắm kẹt ở đó. Nó động quá rồi. Hay gì? Rút củi nó động. Sợ nó chọt. Cái chỗ này bạn. Hai lần liên tiếp rồi. Lần này lụm cái nữa cái lần thứ ba luôn cả. Khui. Cứt đá gì không? Lỏng gì? Ôi chết queo, ôi trời ra trời. Trời uống. Tông rồi mà, ở luôn luôn nè. Ôi xảy gắn rồi. Trời. Tức thiệt. Nông hở hôm luôn trời. Uống mà. Đó. Chưa nẹt. Trời sảy. Hay thiệt trời. Rắn này bự nè. Nông hôm hỏi chân quát rồi luôn. Uống thiệt chứ. Thiệt. Cái này chỗ hang đó bạn. Dính xiên bảo đảm luôn. Ngay hàng rắn không dính kỳ lắm nha. Dính mất uy tín à. Kéo qua đại luôn đi. Biết lắm mà. Con hành nhỏ xíu à. Hết có biết rồi. Con hành chút xíu à. Nhỏ mà cũng cạt đầu, bự cạt đầu. Biết trong này dính lắm. Chưa đâu, chỗ này có gắn bự xiên luôn. Hang này lăn do luôn nè. Rồi, hang lăn do luôn nè. Đó thấy không? Hang này gắn bự luôn. Từ từ cũng dính à. Giờ bắt gắn nhỏ trước. Lại thăm cái này nó bắt gắn luôn bạn ơi. Cái này chắc dính nữa xiền luôn. Bắt lượt luôn cho vui. Khui. Ủa trống lỏng gì. Không dính nè chứ này không dính nè. Còn chuột luôn.
Thăm bảy này em ra mấy lần, lần nào mới vô cũng dính nhiều chứ. Cũng được, ngon, ngon chuột luôn. Lần nào mới vô khu đậu cũng dính nhiều. Tới khúc sau bắt đầu nản. Hôm nay thì trúng mánh nè. Đừng mất bảy để vui vậy. Này thì không mất nè. Vô con chà bá xung bờ khía coi. Hào đặc khui. Ủa nghe hiểu vậy. Ôi chỗ ngon quá, không có gắn mà. Dở thiệt chứ. Lúa nè mày. Đỡ quá. Chỗ ý. Hẹn mày chuyến sau đi. Mấy con này mà đặt cá bóng hết sảy luôn. Thấy nước lớn là lội ngang cái lập đó. Đuối đuối nữa đó. Chắc này lội ngang đập là lúc đầu nữa chắc cú rồi. Kệ dính là được. Trời ơi mít nó rụng thấy mê không. Hết biết rồi. Tắm thôi. Con nói tắm cho mát. Đập luôn con cà bá kìa. Dở máy lên bạn để ướt không công. Này mày dở lên hút cần cổ luôn rồi đó. Con cà bá xung vào khía này. Cái này cũng dính kìa. Hai lần hai con rồi. Có hành đâu mà. Cái này làm con hèo coi. Hello. Hello xích luôn. Không lỏng gì. Trời ơi còn chuột luôn. Dở trời. Chuyến này lội qua lỗ quá bạn ơi. Hẹn chuyến sau dính nhắn bự nha. Vô cái cây. Cùi. Không lỏng gì. Rồi chắc phải không chuột luôn rồi. Trời ơi. Dở quá, dở luôn. Nhát chuột này. Cái trong đây chiến cờ bị đạp chẹp lép nữa mà. Mình chơi lại nữa. Mình ngoan cố lắm. Ai phá mình chơi nữa. Tao phá một lần người ta tính mình nghĩ đặt lại nhau. Không ngờ mình đặt lại quận nữa mới ghê. Cui. Không lỏng gì. Còn chuột đây. Không dính luôn bạn ơi. Không dính rồi. Dở quá. Hết lúa. Lập con không biết. Rồi xong rồi. Hiểu luôn rồi. Thấy dấu quần rõ ràng. Lấy tiêu rồi. Hay thiệt chứ. Thấy dấu quần cỏ xịp lép. Nghi rồi. Móc rồi, móc khí thế luôn, móc kiếm. Bó tay luôn rồi. Móc tới đây luôn nè. Móc kiếm gặp. Ghê thiệt chứ. Bó tay chấm cơm luôn. Bó tay bẫy tặc. Cái bên này mất nè, đặt lại nữa nè. Rồi mất nữa là gì vậy? Chắc còn mà. Chứ rồi cái này mới mất rồi mình đặt lại nữa. Đặt theo kiểu ngoan cố mà. Rồi phải dính gắn hay gì đó. Hồ hành. Bá luôn nè. Này đặt theo kiểu ngoan cố nè. Chiên gọi mới mất con này cái nè. Chiên này đặt lại luôn đó. Dính đó. Bự con nó chà bá luôn. Giờ đặt lại nữa. Chiên sau chừng mất nữa chừng. Hên xui thôi. Nó chà bá mà còn chuột mới ghê nè. Gắn nửa kg. Còn chuột chà bá luôn. Vậy lông nhông kìa. Bó tay thiệt chứ. Thua luôn. Nhắn lớn không làm gì được con chuột chứ.
Ai da, chuột cắn. Nó không cắn mà chuột cắn. Ghê, chuột thiệt chứ. Chuột này cứu gắn. Trời, gắn nửa ký. Gắn này mới vô hôm luôn. Bá luôn à. Ngon. Làm thịt chuột luôn. Có chưa chứ, chuột còn sống. Đỡ tốn chuột. Còn quá nhanh rút lẹ để họ bẫy tặc lùi tới nữa. Đặt bẫy này thôi, dân đặt liều mạng nè. Giờ quán rồi, chơi luôn rồi. Hết sợ rồi. Về thăm 3 chiến rồi mất. Chiến nào cũng mất hết. 6 cái rồi. Không biết còn nữa không nên. Bắt đầu dính gắn bự, 7 thì bắt đầu mất từ từ. 22 cái giờ mất 6 rồi, còn 16 à. Muốn hết luôn rồi. Không biết còn nữa không đây. Làm con khổng lồ cái coi. Đổi lộp. Khui. Ôi nặng nặng cái gì đó. Ôi như hiều. Chết chuột hay không? Chắc gắn nhỏ nữa gì rồi. Cứu rồi. Rồi kẹt không? Này chắc gắn nhỏ. Có rồi, có rồi. Này gắn nhỏ vô ăn chuột rồi nó ra được. Gắn chuyện trăm, trăm ngoài ra nó chui ra thúc lút. Con cà bá kìa. Cà bá kiếm vốn làm bẫy tiếp đây. Khui. Trong lỏng gì ta. Chết ngắt chuột luôn rồi. Lỗ vốn rồi. Ủa. Mất tiêu chuột rồi. Không biết nguyên nhân luôn á. Mình chắc gắn nhỏ nó vô ra được quá. Không hiểu lý do. Ở đây nè bạn ơi, cái lỗ nè. Hơn cái lỗ bơm nữa. Gắn chui ra trong này nè. Trời, lưới nó mục chui ra. Hay trời. Hết biết rồi. Thua luôn. Gắn nó ủi. Lủng cái lọp luôn. Lỗ chà bá vậy. Xét nó mục. Biết thiệt chứ. Thằng gì qua thấy lúa vinh ra đầu hôm ở đâu mất tiêu gắn. Chui cái lỗ, nó gắn bự lắm. Cái này cắn cái gì chơi. Cái hổ hành xiền. Bung này tới bung cái này nè. Ghê gớm thiệt. Bó tay luôn. Này cháu mới nói thì không phải. Xét mục. Dùi ra luôn. Làm con nặng chịch ra quằn tay cái coi. Còn 7 là còn hy vọng. Khui. Không thấy hiện tượng gì hết nữa. Rồi nó hiều. Hết mê. Còn chuột luôn. Trốn bịch lúa. Kệ đi, giữ chữ cho nó đi. Rùi không gì. Đầu chết ngắt kìa. Con bự. Gắn bự chứ. Cứ gình luôn. Cái cuối cùng khui. Rồi thấy nhẹ hiều nữa rồi.
cái bụng lỏng luôn. Hết hang. Chuột còn chạy lông nhông. Mắm gắn, mắm gắn. Có ai nhìn thấy dâu mà chảy nước miếng chưa à? Đây này nè. Thả mà. Sướng sướng này chưa chín hung mà còn chua lát. Ngon không? Quá trời luôn. Giọng khu vực này còn nhiều gắn nữa mà. Này mà nếu mà nhưng mà khóa nhiều quá. Này không có dặn khóa mình tăng cường thêm chừng 10 cái nữa thăm là trúng bánh, đặt khoảng 30 cái khu này thôi. Mà thăm là phê luôn chứ không phải chơi mà. Bị khóa quá muốn hết 7 luôn à. Tức thiệt. Nhưng mà bữa nay dính cũng nhiều lắm đó bộ. Vừa dính vừa sảy nữa. Thôi giờ vô. Dìa. Yeah. Quả là hai cha con được có ba con mà. Tính ra bữa nay cũng nhiều lắm. Dính ba con là chết hai con, là sảy hai con nữa. Cũng bảy con chứ bộ à. Giờ gom cho có mười mấy cái lọp à. Con này muốn chết này. Này chắc hồi xào luôn. Ba con này chừng ký lô à. Con bự hơn nửa ký. Rồi. Rồi đến đây em chào bạn lép luôn nha. Gặp bạn ở những chuyến thăm bảy sau nha. Chuyến này mất bảy nữa. Thua. Chào bạn nha.